Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Điện Lạnh nhé. Đấy, tiếp tục video ngày hôm nay sẽ lên cho bác này một số mã đài cassette này. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Một em đầu tiên lên cho các bác nhé. Em đầu tiên lên cho bác một em bao da này, nguyên bao da luôn. Đấy, bao da còn quá là đẹp luôn các bác nhé. Một em Sony. Đấy, có biết Sony gì chưa? Một em Sony CF1980 các bác nhé. Đấy, hình thức mặt mũi còn rất là đẹp luôn này. Đấy, bao da còn rất là đẹp luôn nhé. Màu già quá là chất luôn các bạn này. Với kết quả này, học sinh TH School có nhiều lợi thế trong học tập và nghề nghiệp, bao gồm uy tín về trình độ học vấn, cơ hội học tập quốc tế cao hơn nhờ mạng lưới kết nối rộng lớn trên toàn cầu của các thành viên hiệp hội. Thực tế trong cuộc sống hiện đại, phụ huynh đang ngày một coi trọng việc đầu tư giáo dục cho con em mình. Đối với nhiều gia đình, Đấy, radio thì hoạt động rồi các bác nhé. Cassette thì chưa chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Đấy, một em Sony CF1980. Nguyên bao da. Ngày mùng 1 đầu tháng. Đấy, chúc các bác một tháng cuối năm kiếm được thật nhiều tiền nhá. Đấy, và thật nhiều sức khỏe này. Đấy. Một em đầu tiên. Quá chất luôn các bác nhá. Nhìn cái bao da không đã thấy sướng rồi. Các bác nhìn thấy bao da không có thấy sướng chưa? Đây không? Quá chất luôn này. Mã này là mã số 21 này. Mã số 21 để cho bác với cái giá là để cho bác với giá là 1,9 triệu rồi nhá. Đấy. Ngày mùng 1 đầu tháng này để cho bác với giá 1,9 triệu nhá. Quá là đẹp luôn này. Mà nào nhanh tay thì còn này. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Với mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Đấy, tất cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết bên em hỗ trợ bao phí ship nhé. Các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship giúp em nhé. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo này. Đấy, một em Sanyo model là VKU4D nhé. Đấy, hai loa hai cửa băng này. Hình thức còn quá là đẹp luôn. Nút niếc anten đầy đủ này. Con này thì nó đang thiếu cái anten các bác nhé. Cảm ơn thì em xem là có cái anten nào cho các bác. Đấy, như loại đài dài. Một em Sanyo U4V VKU4D. Đấy, rất là nặng luôn các bác nhé. Rất đầm tay luôn này. Hình thức còn quá là đẹp luôn đấy. Nhưng từ những cái đường mạ này. Mã này mã số 22. Để cho bác với giá là 1,1 triệu thôi nhá. Đấy, một em Sanyo này. Đấy. Tiếp theo lên cho bác một em Nationa. Một em đài nằm các bác nhá. Đấy, một em cassette không này. Model là RQ428. Một em đài nằm nhá. Là Q428 này. Đây, cassette thấy nó còn chạy này. Đấy,
cassette vẫn còn chạy này các bạn nhá, một em cassette không, một cassette vẫn còn chạy này. Đấy, cái này thì chiến áp nó ấy thì về các bác vệ sinh một chút thôi. Đấy, một em na tiêu na là Q428 này. Đấy. Mã này là mã số 23. Để cho bác với giá là 650k thôi. Đấy. Bác chuyển khoản hết bên em hỗ trợ bao phí ship này. Đấy, các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Này. Nên cho bác một em này là một em cassette không này. Một em của Sanyo. Đấy, một em Sanyo model là MR1350 các bác nhé. Đấy, một em cassette không cầm tay này. Nguyên dây này. Này nó dùng DC 6V. Thử xem nó còn... Đây, có sống này các bác nhá. Nhưng mà cassette thì chưa thấy chạy. Cassette chưa thấy chạy. Đấy, có sống đây nhá. Báo điện sống này. Cái này về các bác chỉnh sửa đó. Thay dây Cura cho nó này. Một em Sanyo. Mã này là mã 24 này. Các bác với giá là 450k thôi. Đấy, một em cầm tay nhá. Dây dợ này rất là hay luôn. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Đấy, bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em na tiêu na này. Đấy, một em na tiêu na model là RX1750 các bác nhá. Đấy, giải tần 108 này, nút niếc anten đầy đủ này. Đấy, à thì nguyên chất bãi nên là nó còn đang bụi bẩn các bác nhé. Về các bác lau rồi chỉnh sửa đi. Đấy. Radio thì hoạt động. Đấy. AM và FM đều còn đang hoạt động rồi nhé. Cassette thì chưa thấy chạy các bác nhá. Cassette thì chưa thấy chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Mã này là mã số 25 này. Mã 25. Để cho bác với giá là 850k thôi. Một em na tiêu na. Cảm ơn mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo này. Đấy, con này nhìn rất hầm hố luôn nhá, có cả loa test ở dưới này. Đấy, một em Sanyo à, đường line này. Model của nó là PHWCD2 các bác nhá. Nút niếc anten đầy đủ này. Radio thì hoạt động ở đây nhá. Radio thì hoạt động. Đấy. Radio thì hoạt động rồi. Con này hai có cả cửa CD này. Đấy. Rất là hoành tráng luôn. Cassette thì chưa thấy chạy các bác nhá. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Đấy, nhìn rất là hầm hố luôn. Một em Sanyo. Có cả đường line đấy nhá.
Mã này là mã số 26 này. Để cho bác với giá là 1,2 triệu thôi. Rất là nặng tay luôn nhá. Đây, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Nationa này, cũng là một em Nationa mic cho bác nhá. Nhưng mà cái nút giữ của nó đang bị tụt ở trong này. Nút giữ đang bị tụt vào trong này các bác nhé. Về các bác tháo ra các bác này, gắn lại cái nút này. Đấy, cũng là một em Nationa mic này. Đấy. Nút này đang bị tụt đây, em dán lại em sợ nó nhỡ nó rơi mất này. Một em Nationa RQ448 này. Nationa RQ448. Cái này về các bác tháo ra các bác này, gắn lại cái nút nhé, cái nút nó đang bị ấy, đang bị kẹt vào này. Đây, hình thức còn quá là đẹp luôn này, giải tần 90, nút niếc anten đầy đủ này. Tác phẩm bản thảo thực vật bất yếu, tức là sách về y học. So sánh điều này với các vị vua ở những thời kỳ trước và sau đó, Phó giáo sư tiến sĩ đại tá Lê Đình Sĩ cho rằng dưới thời Trung Đại, trước ông và sau ông trước... Đấy, radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì chưa chạy này. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Đấy. Mã này là mã số 27 này. Để cho bác với giá là 1 triệu thôi nhá. Đấy, về các bác tháo ra các bác gắn lại cái ấy này nhá. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em sáp QTZ20 các bác nhá. Một em sáp QTZ20, nút niếc anten đầy đủ này. Nhìn rất là hầm hố luôn, có cả đường line in này. Đấy, những cái dòng này thì nó rất hay bị chết bị rách gân này các bác nhá. Cái này gân thì về các bác làm lại cái gân này. Nếu mang ra thợ làm các gân này chỉ mấy chục nghìn thôi mà. Đấy, những cái dòng sáp này rất hay bị rách cái gân này, cái gân loa này thôi, còn loa màng loa thế thì nó không vấn đề gì. Radio thì hoạt động rồi. Cái này thì là về các bác làm lại gân này. Đấy, vệ sinh lại các cái cho nó này. À, cassette này là nhưng nó không chạy này. Cái dòng này là cassette 2 băng các bác nhé. Nhìn rất là hầm hố luôn. Mã này là mã số 28 này. Tôi để cho bác với cái giá là 1 triệu thôi nhá. Để về các bác làm lại gân với chỉnh sửa lại cho nó này. Một em sáp QTZ20. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Nationa này. Đấy, hình thức còn rất là đẹp luôn nhá. Đường viền loa còn rất là đẹp luôn này. Nút niếc anten vẫn còn đầy đủ này. Nhìn còn rất là bóng luôn. Giải tần 90, Nationa RQ5090. Đấy, cả đường line in các bác nhá. Hai năm với mong muốn các khán giả có thể trải nghiệm hiệu quả sản phẩm với chi phí tốt nhất. 33 khách hàng nhanh tay nhất hôm nay khi đặt mua một hộp kem bôi sodium. Đấy, radio thì hoạt động rồi này. Đấy, cassette thì vẫn còn chạy đây nhá. Đấy, bác nào có nghe có tập thể dục này, buổi sáng hoặc là buổi trưa như Nhật này. Đấy, có cái băng tập thể dục đây nhá. Ngày trước em ở bên đấy là sáng ra tháng nào tập thể dục này. Đấy, có cái băng tập thể dục luôn cho các bác này. Đấy. Một em Nationa RX5090.
Mã này là mã 29 này. Đấy, radio và cassette đều vẫn còn đang chạy nhé. Cái này về các bác lau chùi đấy, bụi bẩn này. Để cho bác với giá con này là 1,4 triệu này. Hình thức còn quá là đẹp luôn. Nationa RX5090, radio và cassette đều vẫn còn đang chạy rất là ngon luôn. Theo lên cho bác một em này là một em Sony này. Một em Sony CFS V3 các bác nhé. Giải tần 90 này. Nút niếc anten đầy đủ này. Cái này là bụi này. Về các bác lau chùi đi. Đấy, một em Sony. Những con này thì nó có dây nguồn liền các bác nhé. Dây nguồn liền. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống là câu chuyện ngư dân Thừa Thiên Huế hối hả vươn khơi kiếm đấy. Tết. Rưu tiên 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Radio thì hoạt động rồi này. Cassette thấy nó cassette thì thấy nó còn có quay này. Nó quay nhưng mà dây cura nó trùng rồi. Cái này về các bác mình sửa lại phần dây cura nhé. Một em Sony CMS V3 này. Này dây cura về các bác thay lại cái phần dây cura cho nó này. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn, mảng loa các thứ còn rất là đẹp luôn nhé. Mã này là mã 30 này. Để cho bác với cái giá con này là một 1,5 triệu nhá. Đấy, một em Sony CFS V3 dây nguồn liền các bác nhé. Đấy, nó có dây nguồn liền luôn này. Đấy, em để đây tí này em lắp lại nhé. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn. Mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em sáp nhá. Đấy, một em sáp model là GF102ST này. Đấy, giải tần 90, nút niếc anten đầy đủ này. Nhìn cũng rất là hầm hố này. Ngay đến Tết, các cấp công đoàn Cần Thơ cũng thường xuyên nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xử lý kịp thời các diễn biến tiêu cực phát sinh làm ảnh hưởng công nhân lao động, chú trọng việc nắm tình hình về lương thưởng dịp cuối năm tại các doanh nghiệp, theo dõi và giải quyết các vấn đề nợ lương hoặc nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công nhân và người lao động, các địa phương cũng đặc biệt quan tâm để người nghèo có một cái Tết ấm cúng. Hôm nay tỉnh Lào Cai. Radio được hoạt động rồi này, cassette thì chưa chạy, cassette về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Một em sáp GF 102ST. Mã này là mã số 31 này. Để cho bác với cái giá là 1,1 triệu thôi. Đấy. Hình thức quá là đẹp luôn. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Cảm ơn. Mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Đấy, tiếp theo lại lên cho bác một em này là một em Aiwa này. Đấy, một em Aiwa, nút niếc anten đầy đủ này. Model của nó là TPR860 các bác nhá. Đấy, hôm qua em lên con 680, hôm nay là lên 860 này. Đấy.
hình thức còn quá là đẹp luôn này. Nút nước anten đầy đủ này. Đó, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ nguồn quỹ vì người nghèo huy động được cộng với ngân sách của tỉnh, Lào Cai đã tặng gần 40.000 xuất quà Tết cho các hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo. Cũng từ nguồn quỹ này, trong năm đã có trên 200 nhà đại đoàn kết được hoàn thành, giúp các hộ khó khăn về nhà ở có thêm điều kiện vươn lên cho cuộc sống. Radio thì hoạt động rồi, nhưng mà cái cassette này, cái nút này nó đang bị kẹt đây. Cái nút tua đang bị kẹt nên giờ nó rít này. Đấy, không mở được cửa băng ra nữa. Đấy, bên trong này vẫn còn cái băng nhá. Đấy, mặt mũi thì nhìn quá là đẹp luôn này. Một em sáp. À, một em ai qua. Mã này là mã 32 này. Để cho bác với cái giá là hơn 1,1 triệu thôi. Để về các bác chỉnh sửa lại phần cassette này nhé. Đấy, nó đang bị kẹt nút này. Không mở được ra này, nó không mở được cassette ra. Đơn giản nó rít này. Còn nguyên băng ở trong này này. Cả mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết. Bên em hỗ trợ bao phí ship nhé. Đấy, các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship này. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sanyo VKU4MK3 các bác nhé. Đấy. Con này thì cái mặt trên này đang hơi bị ấy một tí này. Còn nút niếc anten đầy đủ này. Con này dùng DC 9V nhé. Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp theo đây, biên tập viên Ngọc Chi sẽ trở lại để mang đến cho chúng ta những thông tin thời tiết. Đấy, radio thì hoạt động rồi này, cassette thì thấy chưa chạy nhá. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Một em Sanyo VKU4MK3. Mã này là mã 33 này. Để cho bác con này với giá là 950k thôi. Đấy, để về các bác này xem dọn dẹp lại nhá. Này, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony. Quá là đẹp luôn này. Một em Sony CFS686 các bác nhá. Đấy, 686, mặt mũi còn quá là đẹp luôn này. Đấy, con này nó còn nguyên hai cái bên mic này. Đấy, hầu như là nó hay bị mất cái miếng này, nó mệt một miếng mic này nó kiểu mỏng, nó hay bị rơi. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này, hai đèn vu này. Đấy, mặt mũi còn quá là đẹp này. Một em Sony. Đến với chuyên mục dòng chảy sự kiện là ít phút dành cho quảng cáo. Thông tin quảng cáo. Cơn giáp thìn là phải vui bất thình lình. Ủa, vui bất thình lình kiểu gì anh? Thì đến trung tâm mua sắm Nguyên Kim, mua sắm thả ga, nhận quà cực cá, giảm ngay đến 7 triệu đồng cho sản phẩm thứ hai, tặng thêm hàng ngàn phần quà Tết, đặc biệt tặng ngay gói chăm sóc thiết bị toàn diện, dịch vụ vàng Nguyên Kim. Đấy, radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì chưa chạy này. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Một em Sony CFS686 này. Quá là đẹp luôn. Mã này là mã 34 này. Để cho bác với giá là 2,4 triệu thôi. Một em Sony. Ây da. Nặng thế. Úi dồi, xách một tay con này. Phê. Vâng, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034-417-4335. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Hitachi này. Đấy, một em Hitachi. Nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp luôn. Hai đèn vu này. Giải tần 90 các bác nhá. Một em Hitachi model là TRK
5190 các bác nhá. Đấy, một em Hitachi TRK 5190 này. Radio để hoạt động rồi nhá. Đấy, một em Hitachi này. Còn quá là đẹp luôn. Mặt mũi còn quá là đẹp luôn nhá. Nút niếc anten đầy đủ này. Này về các bác lau chùi này, bụi bẩn này. Mã này là mã số 35 này. 35 để cho bác với cái giá là mã số 35 này. Để cho bác với giá là 1.2 thôi nhá. Để các bác vệ sinh lại cái chiến áp này. Với lại cái cassette này nhá. Cassette đấy chưa chạy được. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sharp QT77 nhá các bác nhá. Đấy, một em màu vàng này. Màu sữa này. Đấy, nút niếc anten đầy đủ, nó còn đang bụi bẩn, lau chùi đi được các bác nhé. Một em QT77 giải tần 108 này, nút niếc anten đầy đủ này. Đấy, dòng này nó có cả đường line in các bác nhé, cả đường line in này. Ôi thôi, cái nút IMFM này nó đang bị tuột các bác nhé. Đấy, cái này về các bác tháo ra các bác gắn lại thôi, nó đang bị tuột nó lẫy ở trong này rồi. Nên là không bật được IMFM này. Cái này về các bác tháo ra các bác gắn lại nút đi. Cassette này thấy nó còn có quay đây, nhưng mà không biết là còn chạy được không. Không kéo được băng các bác nhé. Không kéo được băng, nói chung là con này về các bác phải chỉnh sửa lại. Đấy, chỉnh sửa lại đấy. Một em Sharp QT77 này. Mã này là mã số 36 này. Đấy, mã số 36. Để cho bác với giá là 1.4 đấy nhá. Để về các bác chỉnh sửa lại nhá. Cái nút này thì nó đang bị tuột mất lẫy. Cassette thì nó chưa chạy. Cassette bên này thì có chạy nhưng mà nó trùng dây rồi nó không kéo được băng. Đây. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Aiwa này. Đấy, một em Aiwa giải tần 108 này. Nút niếc anten đầy đủ này. Một em Aiwa model là TPR 636 các bác nhé. Con này thì nó cũng có dây nguồn liền này. Dây nguồn liền các bác nhá. Bán ai đang cho con máy, tra kỹ các tác phẩm của máy, dùng bàn chải mềm cọ rửa vết bẩn cứng đầu. Người dùng khi vệ sinh nên kéo giá đỡ phía dưới, kiểm tra khu vực ống xả, chùi rửa xung quanh để đảm bảo không có các vật thể cứng. Radio thì hoạt động rồi này, giải tần 108 này. Cassette thấy nó còn có chạy này. Cassette này có chạy được các bác nhá. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy này. Một em Aiwa. Dây nguồn liền các bác nhá.
Mã này là mã số 37 này. Đấy, hình thức còn rất là đẹp luôn, rất là mới luôn nhá. Nút niếc anten đầy đủ này. Mã này là mã số 37 này. Để cho bác với giá là 850k thôi. Đấy, các bác chuyển khoản hết bên em hỗ trợ 3 phí ship nhá. Đấy, các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship giúp em nhá. Đấy, cái này để đây tí em lắp lại, lắp pin cho nó nhá. Theo lên cho bác một em này là một em Sony nữa này. Một em Sony CF1980. Con này thì đang thiếu anten nhá. Anten em vẫn bao đủ anten cho các bác nhá. Đấy. Giải tần 90 này. Đấy. Nút niếc anten đầy đủ này. Đấy. Anten thì là em bao đủ anten nhá. Nên là em vẫn cứ báo anten đầy đủ này. Quyết của chính phủ, mà nhất là trong các cái cải cách thể chế hành chính hiện nay, chúng ta sẽ làm điều đó. Thứ ba là hạn chế được các hành vi gian lận, nhất là nhũng nhiễu mà khi mà người dân phải. Đấy, radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì chưa thấy chạy này. Cassette này về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Đấy. Một em Sony CF1980, mã này là mã số 38 này. Cho bác với giá là một con này, để cho bác với giá 1,6 triệu thôi nhá. Để về các bác này dán lại cái cả cái này nhá, nó đang bị cổ bong keo rồi. Các bác xem video vui lòng cho ông xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho ông xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Theo lên cho bác một em này là một em Na Tiêu Na này. Đấy, một em Na Tiêu Na. Model là RQ443 các bác nhé. Một em Na Tiêu Na model RQ443. Giải tần 90 này. À, gọi là đáp ứng, đào tạo, đáp ứng. Hoặc là chúng tôi có những vấn đề chỉ đạo tuyến đúng nơi, thì cái cơ sở đó sẽ mạnh hơn về mặt chuyên môn đó, sẽ giúp giảm được. Đấy, radio thì hoạt động rồi nhá, cassette thì chưa thấy chạy này, hình thức còn rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. RQ443. Mã này là mã số 39 này. Con này để cho bác với giá là 800k thôi nhá. Đấy. Các bác chuyển khoản hết bên em hỗ trợ bao phí ship này. Bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhé. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này. Đấy, các bác nhìn gấu không? Đấy, quá gấu luôn nhá. Đài AM FM này, đài TV này. Đấy, nút niếc anten đầy đủ này. Toshiba RT570F này. Ninh Bình, Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định có trách. Đây là đài radio này. FM của radio này. Hiện cái nghị quyết 36A của chính phủ. FM của radio. À, AM của radio này. FM thì con này chắc không bắt được. Đấy, mở sang này TV này. Triển khai thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư. Lãnh đạo hai tỉnh đều khẳng định tuyến đường cao tốc qua địa phận hai tỉnh là niềm mong chờ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh trong nhiều năm qua. Tuyến đường cũng là bước đột phá lớn, mở ra không gian phát triển toàn diện kinh tế xã hội của các tỉnh Nam Định, Thái Bình, vùng đồng bằng sông Hồng. Đấy, radio thì chạy rồi, cả đài AM FM, cả đài TV này. Đấy. Còn cassette thì chưa thấy chạy nhá. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette thôi. Hình thức rất là đẹp luôn, nhìn rất là hầm hố luôn nhá. Đấy, các nút niếc này quá là đẹp luôn. Mã này là mã số 40 này.
40. 40 để cho bác với giá là, để cho bác với giá là 1,5 triệu rồi nhá. Đấy, một em Toshiba bác là đẹp luôn, nhìn rất hầm hố này, rất chất. Đây, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Nationa Panasonic nhá. Đây, cái nẹp nó đang bị bong ra này. Đấy, cái này về các bác dính lại này. Nationa Panasonic model là RQ236. Con này thì có dây nguồn liền này. Liệu rằng những cái nhũng nhiễu, những cái gây khó khăn cho người bệnh khi mà họ giải tân 90 nhá. Đấy, radio thì hoạt động này. Cái kính này đang có vết rạn này. Đấy. Tuy nhiên về mặt trước mắt thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái hệ thống, nếu chúng ta đấy, radio thì hoạt động rồi, cassette thì thấy còn có chạy đây. Đấy, cassette vẫn còn có chạy đây các bác nhá. Radio và cassette đều còn có chạy này. Đấy, con này nó có tí dạn là cái mặt giải tân đấy thôi. Đấy, một em Nationa Panasonic. Đấy. Cái nẹp này thì nó đang bị bong keo nhá. Cái này về các bác dính lại thôi. Đấy, dính keo con chó hoặc là keo 52 các bác chắc có cũng dính được. Em dán nó vào đây để cho nó khỏi bị rơi thôi. Đấy. Dây nguồn liền này. Nationa Panasonic RQ236 này. Mã này là mã 41 này. Để cho bác với giá là, thôi thì nó đang bị kính này nhá. Về các bác, nếu như các bác cắt được cái miếng kính khác này, cho bác thay vào nhá. Để cho bác với cái giá là 850k thôi. Đấy. Hình thức thì còn quá là đẹp luôn. Cái kính này nó hơi có vết dạn này. Cả mọi mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết, bên em hỗ trợ bao phí ship nhá. Các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship này. Lên nốt cho bác một em này nữa, là một em Sanyo VKU4A các bác nhé. Giải tần 108 này, nút niếc anten đầy đủ. Mà nó dùng DC 9V này. Ba là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, xuyên tạc về bảo vệ biên giới quốc gia và quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tích cực đăng tải các bài. Đấy, radio thì hoạt động rồi, cassette thì chưa chạy. Cassette thì các bác dọn dẹp lại phần cassette nhé. Đấy, một em Sanyo VKU4A. Mã này là mã 42 này. Để cho bác với giá là 900k thôi. Mặt hàng bên em các bác chuyển khoản hết, bên em hỗ trợ bao phí ship nhé. Các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship cho em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Mặt hàng bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.